Juventus chuẩn bị có bước tiến lớn với máy chạy Dortmund, Adeyemi. Theo thông tin từ Sky Sport Italia, Juventus sẽ gửi lời hỏi mua tiền đạo Karim Adeyemi đến Borussia Dortmund thời gian tới. Adeyemi đã gây chú ý đến hàng loạt đội bóng lớn thời gian qua sau khi xuất hiện thông tin Dortmund muốn bán ngôi sao người Đức ngày phiên chợ hè này nhằm thu về lợi nhuận lớn nhất, bởi bản thân Adeyemi không giấu giếm ý định sẽ rời đội chủ sân Signal Iduna Park trong tương lai. Lần lượt hai đội bóng lớn tại Anh là Aston Villa và Chelsea đã dành sự quan tâm đặc biệt cho cầu thủ 22 tuổi, khi hai đội bóng trên đều đang có những vấn đề ở vị trí tiền đạo cánh trái. Nhưng theo báo chí Đức, Juventus mới đang là đội dẫn đầu trong cuộc đua này, bởi phía đại diện đến từ Italia đã gặp mặt riêng với gia đình tiền đạo sinh năm 2002 và đạt được nhiều kết quả tích cực. Dự kiến thời gian tới, bà đầm già sẽ tiếp tục đàm phán với Adeyemi nhằm sớm chốt những thỏa thuận cá nhân. Chưa hết, theo nguồn tin mới đây từ Sky Sport Italia, đội chủ sân Allianz chuẩn bị gửi lời đề nghị trị giá 35 triệu euro kèm 10 triệu euro phụ phí đến Dortmund cho trường hợp cựu sao RB Salzburg. Trước đó, Juventus từng mong muốn chiêu mộ tiền đạo Jadon Sancho của Manchester United, nhưng yêu cầu trị giá hơn 40 triệu euro mà Quỷ Đỏ đặt ra khiến CLB Thành Turin trùng chân. Adeyemi cập bến Dortmund từ Salzburg năm 2022. Sau 63 trận ra sân trên mọi đấu trường, chân chạy cánh người Đức ghi được 13 bàn thắng và có 7 đường kiến tạo. Chelsea có quyết định cuối cùng cho Enzo Fernandez. Cầu thủ 23 tuổi này đã nhận loạt chỉ trích khi đăng một đoạn video ghi lại cảnh anh và các đồng đội ở tuyển Argentina hát một bài hát phân biệt chủng tộc. Chelsea đã quyết định không kỷ luật nội bộ đối với Enzo Fernandez sau khi cầu thủ này tự nguyện đóng góp cho một tổ chức từ thiện chống phân biệt chủng tộc. Hãng thông tấn PA cho biết, cầu thủ 23 tuổi này đã đăng một đoạn video ghi lại cảnh anh và một số đồng đội ở đội tuyển Argentina hát một bài hát mang tính xúc phạm các cầu thủ người Pháp gốc Phi sau chiến thắng tại Copa America vào đầu tháng này. Fernandez được cho là đã trực tiếp xin lỗi các đồng đội của mình tại Atlanta khi hội quân với The Blues sau kỳ nghỉ hè. Chelsea đang chuẩn bị cho trận giao hữu với đội bóng Mexico Club America. Lời xin lỗi được cho là đã được chấp nhận. Cầu thủ này cũng tự nguyện đề nghị đóng góp một khoản tiền mà các nguồn tin cho biết là đáng kể cho một tổ chức từ thiện, chuyên giải quyết và giáo dục về nạn phân biệt chủng tộc. Bên thụ hưởng khoản đóng góp vẫn chưa được quyết định, nhưng có thể hiểu rằng khoản đóng góp sẽ được thực hiện thông qua quỹ Chelsea. Câu lạc bộ cũng đã cam kết sẽ đóng góp tương đương với khoản đóng góp của Fernandez cho quỹ, vì rất ấn tượng trước mức độ trưởng thành và trách nhiệm mà cầu thủ này thể hiện sau khi mắc lỗi. Do đó, quá trình kỷ luật nội bộ đã kết thúc và câu lạc bộ cùng đội hình coi như đã khép lại vấn đề. Các nguồn tin cho biết, Fernandez lần đầu xin lỗi qua mạng xã hội cách đây 2 tuần và liên lạc thường xuyên với các thành viên trong đội hình Chelsea kể từ đó. Nhưng ngày hội quân đầu tuần này là cơ hội đầu tiên để anh xin lỗi trực tiếp. Cầu thủ quốc tế người Pháp Wesley Fofana cũng nằm trong nhóm mà Fernandez đã đưa ra lời xin lỗi chung. Wesley Fofana trước đó đã chia sẻ video do Fernandez đăng tải và ghi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc không bị ngăn cấm. Dù được Chelsea bỏ qua, Fernandez vẫn phải đối mặt với khả năng bị FIFA trừng phạt. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới vẫn đang tiếp tục điều tra vấn đề này. Bên cạnh đó, sẽ có nghi vấn về không khí trong phòng thay đồ The Blues. Lời xin lỗi của Enzo đã được chấp nhận trong đội, nhưng những cầu thủ da màu có thể không thoải mái. Trước đó, Reece James cho biết, tất nhiên, luôn có yếu tố khiến mọi người không thoải mái khi có thể có vấn đề. Đây thực sự là tình huống khó khăn, không có chỗ cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hay kỳ thị trong bóng đá. Tôi nghĩ cậu ấy đã nhanh chóng rơi tên và thừa nhận mình đã làm sai và xin lỗi các đồng đội, câu lạc bộ và những người khác bị xúc phạm. Tôi nghĩ đó có lẽ là điều tốt nhất cậu ấy có thể làm trong tình huống đó. Sancho không phải là ưu tiên hàng đầu của PSG. Chuyên gia bóng đá người Pháp Jonathan Johnson trên The Transfer Show đã có những quan điểm về thương vụ Jadon Sancho đến PSG. Dù đã có những cuộc nói chuyện với HLV Erik Ten Hag, tương lai của Jadon Sancho tại Man United vẫn đang bị bỏ ngỏ. Cách đây không lâu, PSG đã tiếp cận với Sancho, nhưng Jonathan Johnson đánh giá anh không phải là ưu tiên của CLB nước Pháp. Johnson nói trên The Transfer Show, đây là một điều thú vị. PSG và Manchester United cũng được cho là có liên hệ với Manuel Ugarte. Theo tôi biết, mặc dù PSG quan tâm đến Jadon Sancho, nhưng họ đã thấy màn trình diễn của cậu ấy ở trong trận bán kết Champions League ở cả hai lượt trận khi anh ấy chơi cực kỳ tốt trong nửa sau mùa giải dưới màu áo Borussia Dortmund. Họ thích cậu ấy, thích hồ sơ của cậu ấy và khả năng hợp hệ thống, nhưng hiện tại vẫn chưa có gì tiến triển, mặc dù họ rất muốn có một cầu thủ có tầm cỡ ngôi sao như cậu ấy. Thay vào đó, họ đang chuyển sang các mục tiêu như Joao Neves và De Desiredo, vì vậy sẽ có hai sự bổ sung ở hàng tiền vệ, những người cũng là những lựa chọn đa năng. Hiện tại, Sancho không phải là ưu tiên hàng đầu, nhưng cậu ấy là cầu thủ được PSG quan tâm vào mùa hè này. Chuyến đi tới Mỹ là cơ hội cuối cùng cho Roque Vitor. Roque đến Barcelona mang theo niềm tin lớn lao về một tiền đạo trẻ tài năng, nhưng tất cả giờ chỉ còn là nỗi thất vọng.
Tháng riêng năm nay, người hâm mộ của gã khổng lồ xứ Catalan đã phát sốt khi hay tin câu lạc bộ chiêu mộ được tài năng trẻ hàng đầu của xứ sở Samba là Vitor Roque. Buổi lễ ra mắt tiền đạo sinh năm 2005 thậm chí còn được rất đông cổ động viên tới chứng kiến trong niềm vui khó tả. Không vui sao được khi thời điểm ấy, sát thủ số 1 của đội bóng là Robert Lewandowski thể hiện phong độ vô cùng tệ hại. Những người hâm mộ đã mơ về một chân sút nhỏ con nhưng nhanh nhẹn và kỹ thuật để cùng với Lamine Yamal khuấy đảo La Liga. Đó cũng chính là lý do thúc đẩy chủ tịch John Laporta chi tới 40 triệu euro để thuyết phục câu lạc bộ Atletico Paranaense nhà người. Thời điểm đó, tất cả báo chí trên thế giới đều đồng ý cho rằng đây là thương vụ hoàn hảo dành cho Barcelona. Nhưng rồi mọi chuyện đã diễn ra không như vậy. Thực tế thì Roque đã có khởi đầu khá ấn tượng với gã khổng lồ xứ Catalan. Sau vài tuần làm quen cùng các đồng đội mới và ngồi trên băng ghế dự bị để quan sát cách chơi của đội bóng, anh được huấn luyện viên Xavi Hernandez bắt đầu sử dụng. Ngay ở trận đấu đầu tiên được ra sân, anh đã ghi bàn thắng giúp Barca đánh bại Osasuna 1-0 trên sân nhà hôm 1 tháng 2. Báo chí lập tức tung hô Roque ví anh với hàng loạt siêu sao người Brazil trong quá khứ. Nhưng rồi mọi chuyện xấu dần đi. Thời gian thi đấu dành cho tiền đạo sinh năm 2005 ít dần, anh cũng chỉ có thêm một pha lập công sau 13 lần khác được cho ra sân, chủ yếu từ băng ghế dự bị tại La Liga. Tình cảnh của cầu thủ trẻ này tệ hại đến mức người đại diện của anh phải lên tiếng rằng nếu như Barca không thu xếp được cơ hội chơi bóng cho Roque thì anh sẽ ra đi. Tưởng chừng như sau sự kiện, Xavi Hernandez bị sa thải, tương lai sự nghiệp của Vitor Roque với đội chủ sân Nou Camp sẽ sáng sủa hơn. Nhưng có những dấu hiệu cho thấy tân huấn luyện viên Hansi Flick dường như không có sự tin tưởng vào tài năng của anh. Điều này được thể hiện rõ qua việc ông sẵn sàng đồng ý để câu lạc bộ bán đứt Roque. Có quá nhiều nguyên nhân dẫn tới thất bại đáng tiếc này của tiền đạo trẻ người Brazil. Nhưng tự chung lại thì hai lý do lớn nhất là áp lực quá lớn từ kỳ vọng và bản thân cầu thủ này còn quá thiếu kinh nghiệm. Khi cộng hưởng với nhau, chúng đã khiến cho Vitor Roque không thể gượng dậy. Hiện tại, tiền đạo 19 tuổi này đang chuẩn bị cùng các đồng đội tham dự tour du đấu hè trên đất nước Hoa Kỳ. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để anh chứng tỏ bản thân còn hữu ích cho gã khổng lồ xứ Catalan mùa tới. Còn nếu không, ra đi tới một câu lạc bộ nhỏ hơn có lẽ là lựa chọn tốt nhất để anh bắt đầu lại sự nghiệp nơi trời U. Chelsea gửi lời đề nghị đến sao tuyển Đức, Bayer. Theo thông tin từ Sky Sport Germany, tiền vệ Maximilian Bayer của Hoffenheim đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Chelsea. Bayer vừa trải qua mùa giải thăng hoa trong màu áo Hoffenheim. Sau 33 trận ra sân tại Bundesliga, tiền đạo 21 tuổi ghi tới 16 bàn thắng, góp phần lớn giúp đội chủ sân Preziro Arena giành một suất tham dự Europa League mùa tới với vị trí thứ 7 chung cuộc ở hạng đấu cao nhất bóng đá Đức. Cầu thủ sinh năm 2000 Hong Kong 2 cũng đã được HLV Julian Nagelsmann trao một suất trong đội hình tuyển Đức tham dự Euro 2020 Boom trên sân nhà và có được 25 phút ra sân. Phong độ ấn tượng thời gian qua giúp Bayer lọt vào mắt xanh của nhiều đội bóng lớn tại châu Âu, trong đó có Chelsea khi CLB Tây London khao khát chiêu mộ thêm một chân chạy cánh trái nhằm thay thế cho bộ đôi Mikhailo Mudrik và Raheem Sterling không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Nguồn tin mới đây từ Sky Sport Germany tiết lộ Chelsea đã gửi một giao kèo cá nhân đến phía đại diện ngôi sao của cỗ xe tăng và đang chờ câu trả lời. Tuy nhiên, đội chủ sân Stamford Bridge chưa có bất kỳ động thái đàm phán với Hoffenheim. Ngoài Chelsea, Aston Villa và Bayer Leverkusen là những đội bóng nổi bật khác muốn có được sự phục vụ nơi Bayer. Cũng theo tờ Sky Sport Germany, hiện cầu thủ sinh năm 2002 chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Dự kiến khoảng 2 tuần tới, Bayer sẽ có thông báo đến các đối tác. Chelsea đang trải qua kỳ chuyển nhượng hè bận rộn. Suốt hơn 1 tháng qua, The Blues đã đón tổng cộng 6 tân binh.